Bữa nay là sinh nhật của mình. Ai mua bánh đẹp quá vậy? Hả? Ai mua bánh đẹp vậy? Bữa nay sinh nhật của mình nè các bạn ơi. À, ai mua bánh đó vậy? Happy birthday. Ai mua bánh? Ai mua bánh birthday? Ai mua? Ba mua chứ. Bữa nay birthday của mình, ông xã mình mua bánh nè các bạn ơi, mua bánh birthday. Mình đi làm về, con gái mình làm bánh, con gái mình làm bánh birthday cho mình. Rồi ông chồng mua bánh birthday với mua chôm chôm. Thì sinh nhật của mình thì đơn giản như thế này thôi các bạn. Thì bây giờ happy birthday. Happy birthday mình tới Helen sang Canada nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. Rồi, bây giờ cầu nguyện nha. Cái đèn màu tím đẹp quá vậy. Wow, ai chọn cái đèn màu tím? Không. Ừ, ngon quá vậy. Rồi bây giờ mình cắt bánh. Ủa? Quên đi mấy dao rồi. Mới đây mà nhanh đó các bạn ơi, mới đây mà 44 tuổi rồi. Cái gì màu hồng đi coi chút coi. Happy birthday. Wow, ngon quá. Cảm ơn. Nhìn ngứa mũi. Coi thử bánh gì đây nha. Bánh trái cây. Hết sảy. Cái dâu bự. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to Helen Phan. Happy birthday to me. Cái này to quá nha. Nếu mà ăn cái bự. Cái này cái lớn nha Selina. Cái kia cho đi. Cái nhỏ cho đi. Rồi, thank you chồng yêu mua bánh birthday tặng nha bà xã nha. Thank you. Nịnh sang năm ổng mua tim, ổng mua ổng tặng cho cái nữa các bạn. Không cần nữa, sang năm ổng giận ổng mua. Ok, mời các bạn ăn bánh birthday chung với cả nhà mình ra vui nha. Bánh nhỏ cũng ngon. Bánh là mình trái cây. Thank you. Mệt rồi. Con gái làm bánh kem mà các bạn. Cái bánh cà phê, cái bánh trà. Bánh trà. Bánh trà nè các bạn. Này cà phê. Ở trong này trà thử. Ngon quá trời. Trà nhiều đậm đắng ngon. Ngon nè. Cái cà phê. Con gái mình biết mình thích ăn hay uống cà phê. Các bạn ăn bánh cà phê, ăn bánh cà phê. Ngon quá. Thơm lắm nè. Thank you con. Còn nữa. Có quà nữa các bạn. Quà bí bí xinh xinh nè, của con gái tặng. Mùa đông tới các bạn ơi, nó tặng cho mình đôi dép nè trong nhà dễ thương quá. Đây, quà. Nè, mùa đông này, giờ chuẩn bị lạnh nè. Nó mua con gái tặng cho mình đôi dép mang trong nhà.
cái màu này đẹp quá, cái hai cái con thỏ, cái hai lỗ tai dễ thương. Cảm ơn cô gái. Ủa còn cái gì nhã nhã đi nữa ta. Ồ, cái đồ sạc pin điện thoại, tại cái đồ sạc pin của điện thoại của mình nó cũng gần bị đứt rồi, chưa kịp mua. Xong nó biết mẹ nó cần cái này cho nó mua nó tặng luôn. Cảm ơn nhiều. Thank you very much. Thank you. Rồi mình ăn tiếp. Thank you. Good. Thank you. Đây là nhân vật chính ở trong bữa nay nè, không năn nỉ dữ lắm mới lên video các bạn ơi, trốn mía à, không có chịu. Cái này là con gái lớn của mình á, 19 tuổi rồi, này là con gái út. Năn nỉ dữ lắm mới lên. À, này chu đì lâu lâu thì có lên video một lần, còn cái này là năn nỉ dữ lắm luôn á. Nó nói bữa nay ngày birthday của mày lên video cho má mày vui. Còn ông này ông chồng của mình thôi, ông trốn muôn năm luôn. Lần kia ông lên video ông trốn miết. Ông mắc cỡ ông trốn chiếm giống như trai còn riêng mới ghê chứ. Ông trốn chiếm nhá, ông sợ đẹp trai quá này lên gái nhìn tối ngày bị chọc cô hoài vậy. Bánh này cũng ngon. Bánh này không chiên này chôm chôm. Chôm chôm này ngọt không ta? Ăn thử ăn cái này ăn nó vô chua. Ăn thử cái ngọt không? Thì bớt rồi đó. Chao chua. Ngọt lắm á. Dầu cũng chua quá. Dầu cũng chua quá. Chua không? Yeah. Ăn phải ăn hai cái ra đều. Hồi bữa trước lâu rồi. Cái em sẽ đưa cho bà khách cái chôm chôm. Bà không biết ăn sao, bà cầm cái tăng trở đó em chôm. Nó cái này ăn sao vậy? Cần nghe em chỉ bà, ô gì hơn giờ bà mới biết. Chôm gì quá không? Ăn được không? Không ăn. Ăn không? Ăn còn bự hơn còn nhiều nữa. Anh ăn nữa đi. Chủ ăn nhiều vô chứ. Thì bữa nay là birthday của mình. Sáng đây mình làm một cái video để kỷ niệm luôn. Birthday 44 tuổi nha. Rồi cái con mình nó thích, mình thích màu tím cho nên nó chọn hai cái con số 4 màu tím đẹp. Thank you very much. Thank you, happy birthday to me. Happy birthday. Ok. Bye bye. Bye bye. Okay, thank you.